Mến chào cả nhà nha. Lời đầu tiên mến chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Hôm nay đến hẹn lại lên tiếp ha. Mời cả nhà cùng với mình ăn mì xào giòn ha, với lại cơm gà ruti ha. Mình chỉ nói ngắn gọn thôi. Thật sự đó, mình cũng biết làm cái những cái video dài chứ, nhưng mà mình cũng chia sẻ những cái video ngắn ngắn để cho những cái bạn nào đủ duyên họ đến với kênh mình, họ không có máy móc gì, chỉ bằng một cái phone thì cũng dễ dàng cho người bạn đó ha. Chủ yếu là kinh nghiệm đúc kết bao nhiêu năm nay, những cái kinh nghiệm của mình là cho đi. Cho đi của mình như thế nào? Mình dùng những cái hiểu biết của mình là cứ chọn cái chân tình với tất cả các bạn nào đã đến với kênh của mình ha. Thường thường người ta nói hay nói một cái câu cho đi là còn mãi, mà nếu mà mình nghĩ là cho đi mà không có gì trở lại thì coi xem như mình đã được cho ha. Vài hàng chia sẻ với cả nhà vui vui, chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại cả nhà nha, bye bye.